Xin chào mừng các bạn trở lại với live stream của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và chúng ta đang có mặt tại phòng dịch vụ. Hôm nay thì có hai chị khách hàng là bạn thân là chị Hương và chị Hồng cùng nhau đi làm dịch vụ thâm mát. Em chào hai chị ạ. Chào em. Của chị Hương là xong trước nhỉ chị nhỉ? Ừ, của chị Hương sắp xong rồi. Đây, em xin phép để sang phỏng vấn chị Hương rồi. Mấy câu. Đây, phần về sau nữa thôi, của chị xong rồi. Chị Hồng người đang sắp làm nên có vẻ là cũng chị đang hồi hộp đấy. Thế ạ, chị Hồng thì đang là dưỡng mặt trước khi mà để chờ làm giống như là của chị Hương. Mình sẽ mời các bạn xem một chút cái hình ảnh trước đây của chị Hương nhé. Đây, hình ảnh của chị Hương đây. Cách đây cũng hơn một tiếng rồi đây. Đó. Chị Hồng là muốn ngồi dậy để xem hình ảnh của chị Hương lắm. Đây, và đây là gương mặt của chị Hương. Ui, đẹp tuyệt vời chị ơi. Chị xem trong ngó gương giúp em nhé. Bác ơi, bác có thể phân tích cho em cái tình trạng da của chị Hương được không ạ? Bây giờ thì rất là đẹp rồi. Chị Hương là một khách hàng quen của Bali đấy. Dạ. Khách hàng trung thành luôn. Vâng. Thì lúc đầu mà chị Hương chưa làm thô mát ấy thì dạ, cái phần cơ ở hai bên má của chị Hương này khá là đổ. Dạ. Và cái phần nhăn mắt này của chị khá là sâu. Nó không được bằng phẳng như thế này đâu. Và ngoài ra là chị còn bị sắc tố ở hai bên gò má. Dạ vâng. Và hơi có một chút mụn. Vâng. Nhưng bây giờ thì rất là căng bóng rồi. Chị Hương ơi, chị thấy thế nào? Chị Hồng đang ngó chị từ nãy đến giờ đây. Ôi, Hương ơi, đẹp rồi đấy. Rõ rệt chị đấy. Chị thấy ưng không? Chị thấy nó chưa được, nó cũng không, cũng đẹp đấy nhưng mà nó không được như quảng cáo. Chị ơi, chị thấy sao về hai bên rãnh má như hiện tại làm xong rồi, chị thấy như thế nào? Chị thấy nó cũng đỡ lên nhiều đấy. Mà đấy là làm vừa làm xong thôi đấy chị ạ. Chị ơi, cái rãnh của bà đẹp đấy. Như thế này nhá. Khi mà mình mới làm xong ấy, mình có tác dụng nhiệt thì nó chỉ lên được 15-20% thôi. Xong sau đấy trong quá trình mà mình về nhà ấy, nó còn tăng sinh collagen, nó còn kéo lên nữa và còn đẹp nữa chị ạ. Đây là chưa phải là các bạn ơi, Ngọc Anh còn phải chia sẻ cái tuổi thật của chị Hương để cho mọi người biết cơ. Chị Hương năm nay 52 tuổi. 52 chị tuổi ạ. Chớ có ai bảo đây là một người 52 tuổi không? Đây, trẻ hơn tuổi rất là nhiều chứ. Mình mà làm xong một tháng mình sẽ trẻ hơn nữa đúng không? Đúng rồi ạ. Vẫn rất là đẹp luôn, các bạn có thể so sánh cái hình ảnh của chị Hương. Này cái rãnh với cái mắt của bà này đẹp lắm rồi đấy. Nhìn này, đỡ hẳn rồi. Chị Hồng thấy có thay đổi nhiều không chị Hồng? Đúng rồi. Nhìn thấy cái rãnh với cái phần mắt nên rõ rệt rồi đấy bà. Đây là chị để ý cái phần nhăn mắt ngay lúc đầu vào ấy. Tức là cái bọng mắt với lại cái phần nhăn mắt của chị rất là sâu. Nó không được bằng phẳng như thế này. Đó, nhưng mà bây giờ rất là sáng, da sáng lên đúng không? Căng mịn luôn mà lúc nãy làm có thấy khó chịu gì không chị? Không. không bị chị còn ngủ quên đấy. không có cảm giác khó chịu gì đâu. Rất là đẹp chị ạ. Chị Hồng đấy, yên tâm chưa? Ừ. Chị Hồng. Ừ, chị đấy. Hồng từ nãy giờ đang nằm chờ là cũng sốt ruột lắm. Chứ đừng hồi hộp nữa, triển luôn đi thôi. Triển thôi. Đó. Nhìn bà này là tôi triển thôi. Chị thấy sao? Có hài lòng không chị? Chị hài lòng. Chị về cố gắng theo lời bác sĩ Tư cứ chăm sóc tốt à. Một tháng em đảm bảo với chị là quay lại chắc chắn là còn đẹp hơn rất nhiều, đúng không bác sĩ? Da của chị Hương này chỉ mất tầm một tháng thôi. Đúng một rồi. Tháng dưỡng là lên rất là nhanh. Đúng rồi. Bởi vì cái làn, bản chất cái làn da của chị cũng khá là ok, khá là đẹp rồi. Mà cái phương pháp này nó không phải ngay lập tức chị ạ. Sau khi làm này nó chỉ được một phần năm tác dụng thôi. Chị về nhà yên tâm là sẽ càng ngày càng đẹp. Đang trẻ lại còn trẻ hơn nữa. Chị yên tâm, Bali đã ở làm chị thất vọng đâu. Chị ơi, chị nằm xuống đi. Okay, chị Hồng cũng nằm xuống đi, chị Hồng ơi, chuẩn bị đến lượt làm của chị rồi. Rồi, nào dạ, vâng. Rồi, em cảm ơn các chị ạ. Chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với phòng điều trị trẻ hóa da của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Hiện tại thì bác sĩ của chúng tôi đang tiến hành điều trị trẻ hóa da cho chị Thảo. Một vị khách hàng năm nay chị đã 35 tuổi rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại cái hình ảnh trước của vị khách hàng của chúng ta nhé. Đây mọi người có thể nhìn thấy ạ. Trên hình ảnh trước của chị Thảo thì thứ nhất là mọi người nhìn thấy cái vấn đề về màu sắc da thì không đồng đều. Thứ hai là lỗ chân lông rất là to và cái phần nếp nhăn ở hai phần rãnh mũi má và cái phần dưới của bọng mắt này và đuôi mắt này. Nó sẽ làm cho chị nhìn trông nó khuôn mặt già hơn so với tuổi và không được trẻ trung cho lắm. Và chị đã quyết định đến với cả Thẩm mỹ quốc tế Bali để thực hiện cái trị liệu trẻ hóa da thơm mát. Bác sĩ ơi, không biết là vị khách hàng của chúng ta thì đã xong chưa? Xong à, đã vừa làm xong rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn xem cái kết quả của vị khách hàng của chúng ta. Chị vừa ngủ quên đúng không ạ? Em thấy chị vẫn đang còn chưa được tỉnh hẳn lắm ạ. Dạ vâng. Dễ chịu quá. Lúc nãy là nhìn nửa mặt trước thì là chị đã thấy hài lòng rồi. Bây giờ là chị cảm nhận là sau khi làm xong thì chị thấy hai bên cái da có săn hơn không?
chị cảm giác nó hay, chị có thể sờ lên thoải mái. Được sờ. Mình cảm giác nó cũng săn chắc hơn và nó không không bị cái chỗ này nó không bị mềm mềm nhão nhão như mọi khi chị mình có thấy là cái nhiệt mà nó tác động vào da chị có cảm thấy là nó có đau hay là có khó chịu gì trong quá trình làm không ạ? Không, mình chỉ cảm giác là có cái gì đó đang tác động vào da của mình thôi, cũng không không có đau đớn hay khó chịu gì cả, thì mình mới buồn ngủ như vậy chứ. Therma thì nó sử dụng cái phương pháp nhiệt nóng để đưa sâu dưới da làm tăng sinh collagen và elastin, vì vậy mà cái mức độ trẻ hóa cái nền da của chị so với các công nghệ khác thì nó sẽ được đồng bộ hơn và hiệu quả nó sẽ lâu hơn đấy chị nhá. Bây giờ thì bác sĩ sẽ cho chị xem hình ảnh, xem gương xem cái sự thay đổi của chị ạ. Còn nhớ hình mặt cũ của mình không chị? Có. Ôi trời ơi. Đây mọi người có thể nhìn có thể nhìn thấy cái hình trong hình thì khuôn mặt của chị rất là bầu, thậm chí là nó hơi vuông một chút. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy cái hình sau khi làm. Ok. Hiện tại thì khuôn mặt của chị đã vê lai hơn đúng không? Mọi người có thể nhìn thấy. Tuy nhiên là cái rãnh cũng như là cái không thấy nếp nhăn màu đâu ra nó cũng sáng sáng hơn. Nhưng cái nếp nhăn ở đôi mắt nó cũng cải thiện rõ nét. Cái rãnh của mình nó cũng được nông hơn. Không biết là tại sao mà chị Thảo lại lựa chọn thẩm mỹ quốc tế Bali làm cái địa chỉ để mình làm trẻ hóa, chị có thể chia sẻ một chút không ạ? Thật ra là mình cũng tìm hiểu thôi, mình cũng tìm hiểu trên mạng và cũng có hỏi ý kiến của một số người làm rồi thì cũng giới thiệu cho mình thẩm mỹ viện Bali, và mình cũng tìm hiểu các cái công nghệ về công nghệ làm săn chắc da Therma, nhưng mà lại thấy bên mình có cả công nghệ mới nhất Therma và cả tinh chất HA ấy. Nên đâm ra là mình cũng rất là muốn thử và cũng được bác sĩ tư vấn rất là kỹ lưỡng và nhiệt tình. Và trước thật ra trước khi làm mình cũng đắn đo lắm, thì bác sĩ tư vấn cũng rất nhiệt tình cho mình, dẫn mình đến xem cả cái chị không vừa là được hỏi một vị khách là vâng, chị đúng xem rồi. Trong cái quá trình làm là mình trực tiếp nhìn mình thấy chị làm, mình thấy chị làm nửa mặt ấy, và mình thấy sự khác biệt rõ rệt giữa trước và sau khi làm, nên mình thật sự là lúc mà hỏi chị khách hàng, chị bảo là cả không đau nữa. Hai lý do đấy làm động lực quyết định mình làm luôn, vì mình được giải tỏa nỗi lo và sự nghi ngờ rồi, thì mình vậy sẽ thì không còn ngần ngại gì nữa. Vâng, và hiện tại với cái kết quả này thì chị đã cảm thấy là mình đã thấy hài lòng hơn chưa ạ? Thực sự thì với kết quả như này là ngoài mong đợi của mình rồi. Vì các bạn mà thấy khi hiểu cái cảm giác mà khi sáng dậy soi gương ấy, mà cảm giác da mình lão hóa, cảm nhận được sự già đi từng ngày ấy, mình rất là khó chịu, mà được da được cải thiện như thế này thì rất là mình rất là hài lòng và dễ chịu rồi. Chị Thảo yên tâm nhé, riêng đối với công nghệ thơm mát là ngày hôm nay chị đã thấy đẹp rồi. Nên kết quả nó còn tiếp tục và nó duy trì theo từng tháng nữa là chị sẽ thấy cái da của chị mịn hơn, săn hơn, cái độ đàn hồi của nó co hơn, và đặc biệt là những cái đường nền hàm nó sẽ thon gọn hơn rất là nhiều nữa. Ngoài ra thì khi mà kết hợp với cả cái quy trình cái HA trên cái khuôn mặt của chị ấy, thì đây là cái tinh chất HA Therma nó sẽ giúp cho mình khắc phục được các cái nếp nhăn cũng như là khắc phục được các cái vấn đề về lão hóa, thì kết quả nó sẽ vượt trội hơn nữa chị nhé. Và sau khi mà mình sử dụng cái công nghệ Therma hôm nay thì 3 tuần sau mình sẽ quay lại để mình đi cái tinh chất HA Therma. Nó vừa giúp căng bóng cái làn da của chị, nó vừa nuôi dưỡng làm ẩm. Mọi người ơi, mọi thắc mắc về công nghệ thì mọi người có thể để lại ở dưới livestream này hoặc gọi đến số điện thoại là 0386463463 để được tư vấn trực tiếp nhé. Xin cảm ơn chị Thảo và cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ thông tin với quý vị khách hàng. Lúc nãy là khi mà xem nửa mặt là đã thấy chị Phượng rất là thay đổi rồi, không biết bây giờ cả mặt thì như thế nào. Chị ơi, của chị xong rồi đấy, chị ngồi dậy để em kiểm tra cho chị nhé. Bác Thái ơi, bác có thể xem cái gương mặt của chị Phượng bây giờ rất là thay đổi luôn. Chị ơi, căng bóng mịn màng. Bác Thái ơi, bác cho mọi người xem một chút hình ảnh trước đây của chị Phượng để có các khán giả có sự so sánh được không ạ? Chị có muốn xem đây là hình ảnh của chị Phượng trước khi mình làm Therma. Chị Phượng là chị bị lão hóa rất nhiều ở bên hai bên gò má. Cái rãnh má của chị rất là sâu, hai bên gò má thì nó có sẹo, nó có nám và tàn nhang nữa. Thế mình chỉ định cho chị làm cái chỉnh Therma Premium. Và cái hình ảnh bây giờ của chị Phượng, mọi người thấy thấy là chị Phượng ơi, chị quay ra đây một chút và em nhìn, ôi rất là căng bóng, rãnh cười cũng gần như là kiểu đỡ bị sâu hơn hẳn. Trước đây cái rãnh cười của chị rất là sâu, nhìn rất là bị già. Chị thấy hài lòng không?
phần cơ mặt cũng thấy săn chắc hơn rất là nhiều. Chính ra là cái hiệu quả này nó chỉ được khoảng 20% thôi. Về sau khoảng 1 tháng chị thấy là cái cơ mặt của mình nó căng lên, nó sáng hơn. Không biết là sau 1 tháng thì mình có thấy cảm thấy cơ mặt mình có thay đổi không, nhưng mà vừa làm xong thì mình cảm giác là mặt mình cũng đã sự thay đổi rồi. Đẹp lắm chị ạ. Chị ơi, chị cho em xem mặt chị cái nào thì Hương Anh cũng làm này. Khá là căng ấy so với lúc đầu chị vào đây. Có biết là các chị làm xong rồi thấy có đau không chị? Không, tớ chỉ cảm giác là hơi ấm ấm ở mặt đấy, có thể là do cái kích thích của cái mũi tiêm hoặc là cái mũi massage. Nhưng mà gương mặt của tớ có cảm giác như bắt đầu có thể đang căng lên rồi. Nhưng mà em thấy là khác so với lúc mà vào đây chị em mình gặp nhau từ một. Ngồi nãy là chị cũng gặp chị rồi đúng không ạ? Chị cũng thấy khác đúng không? Rất là thay đổi luôn. Bác Thái cho khán giả xem một lần làm nữa cái gương mặt trước đây của chị được không ạ? Rất là thay đổi. Hơi ấm ấm một chút thôi. Không thấy cảm thấy khó chịu đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Về chăm sóc sau đó thì là có gì khó khăn hay là có cái vấn đề gì chăm sóc đặc biệt là không hả bác Thái? Chăm sóc thì mình không cần phải chăm sóc gì đặc biệt. Mình trong mấy ngày đầu thì mình rửa bằng nước ấm thôi. Sau đấy thì mình vẫn dùng cái kem dưỡng và serum cấp ẩm bình thường để nó tăng cái độ ẩm cho da. Sử dụng thêm kem chống nắng vào ban ngày nữa, là mùa hè này thì cái nắng mặt trời nó khá là gay gắt này, mình nên khuyên các chị em là nên dùng cái kem chống nắng. Kem chống nắng thì thực ra là như các chị em, rất nhiều chị em sử dụng kem chống nắng nhưng mà lại chưa biết cách dùng đúng cách và cái loại nào hiệu quả, thì bác có thể tư vấn thêm được không ạ? Được, kem chống nắng thì nó cũng khá là nhiều loại, thường là kem chống nắng phân ra kem chống nắng hóa học hoặc là vật lý. Thì với mùa hè như này mà khi mà ra đường thì các chị nên dùng kem chống nắng hóa học, nếu ra nhiều mồ hôi thì nên dùng kem chống nắng có dạng hóa học hoặc là hỗn hợp. Còn nếu mà dùng trong văn phòng, trong nhà thì nên dùng kem chống nắng vật lý. Dạ vâng ạ. Vâng, chị Phượng ơi, cảm thấy thế nào ạ chị? Ngắm nghía từ nãy giờ đã ưng chưa? Em thấy chị rạng rỡ lắm ấy. Chị cứ tủm tỉm từ nãy giờ thôi. Tiếp xúc cho em đi thì em còn làm. Thật sự ra thì người phụ nữ có thích làm đẹp, mà mình chỉ cần thay đổi một chút nho nhỏ thôi cũng đã thấy cảm thấy là... Chưa gì đã thấy trắng lên mà căng bóng hơn rất là nhiều chị ạ. Thế này về mà nếu mà ông xã mà thay đổi mà chăm sóc yêu thương hơn là phải quay lại để mà feedback cho bọn em nhá, là phải giới thiệu khách cho bọn em nhá. Điều đấy thì tất nhiên nó là một sự quảng cáo rất là tự nhiên, mà cứ nhìn thấy mà một đứa mà đẹp hơn thì tự khác đứa khác nó sẽ phải học theo. Cảm ơn chị nhé. Chị Thảo ơi, không biết là cái quá trình mà bác sĩ của bên em đang điều trị như này thì chị có thấy khó chịu gì không ạ? Rất buồn ngủ đấy. Hôm nay chị là một trong những cái khách hàng mà đến sớm nhất và đang trải nghiệm công nghệ trẻ hóa da Thơ Mây kết hợp với cả tinh chất HA Thơ Mây trong cùng một cái phương pháp trị liệu, thì em hy vọng rằng là sau khi mà mình làm xong rửa mặt và có cái kết quả thì chị sẽ cho quý vị khán giả cùng được nhìn xem cái kết quả của mình như thế nào nhá. Vì cũng có rất là nhiều các vị khách hàng bây giờ là đang gọi là mong muốn là để hỏi chị xem là cái quá trình mình thực hiện như thế nào đấy. Đấy, vừa mới nói xong thì đây lại có cả bác sĩ vào đây nữa luôn đúng không ạ? Đây chị Thảo, em cũng vừa gặp ở dưới phòng tư vấn đây. Là có một chị khách hàng, chị đang muốn hỏi chị khách hàng đang làm là trong cái quá trình mình làm có đau hay có chịu đến không? Em mời chị ngồi đây ạ. Tại mình cũng đang hơi tâm vân và rất là bị tâm lý là nhá. Chị ơi, chị có thể cho chị hỏi là trong cái quá trình mình làm cái cảm giác của chị như thế nào? Chị có cảm giác đau, nóng hay khó chịu hay gì không ạ? Quá trình làm mình cảm thấy rất dễ chịu, mà nó tạo cho mình cái cảm giác như đang được massage từ đầu đến cuối, không đau gì luôn này chị, không đau gì đâu. Hiện tại chị vẫn không đau ạ? Không đau ạ. Dạ vâng, có thể nhìn chị làm mà chị biết là đang chịu tốt. Dạ vâng, tại vì em lần đầu ấy, em cũng chưa, từ trước đến giờ em chưa làm công nghệ này bao giờ nên là em hơi bị tâm lý. Ai cũng thế, đều mong muốn là có tìm một cái công nghệ nào làm tốt, nó không khó chịu. Bên em thì chị hoàn toàn yên tâm với những điều như thế, kể cả những cái đầu tiếp chị làm. Thì hiện đây em cũng xin phép và giới thiệu hai cái đầu tiếp chị làm luôn. Bên em hiện tại đang có cái đầu tiếp là 3.0, là nó là 1200 và đầu tiếp 4.0. Nó số sót của nó là 900 và mọi người có thể hoàn toàn yên tâm là hàng chính hãng ấy. Đây mọi người có thể nhìn thấy số series này, số điện thoại để mình có thể check được là cái đầu tiếp của chính hãng hay không và tem bảo hành. Trước khi làm thì tao chị cũng như là các bạn ấy sẽ cho chị xem và chị kiểm tra cái số sót trên máy luôn. Đúng như chị Thảo đang làm đây đúng không chị? Vâng, đúng rồi. Kiểm tra và check mọi thứ rất cẩn thận trước khi mình thực hiện rồi đúng không chị? Chị đang ngủ quên đây. Vì cái hàng mà chúng ta còn đang ngủ quên đấy. Đang phân vân nữa thì cũng không biết là một trong hai tiếp này thì nó riêng đối với cái thơm mát lượng
riêng đối với công nghệ điều trị thơ mát thì nó rất là tốt rồi, nhưng mà nếu ví dụ như mà mình lựa chọn đối với riêng đối với cái khuôn mặt của mình thì cái tiết diện của cái đầu tiết 4.0 nó lớn hơn và cũng như là cái lực nóng lên tiếp xúc nó nhiều hơn thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao hơn, cái thời gian nó cũng rút ngắn hơn chị sắp xong rồi còn nên là nếu mà chị được chọn thì chị chọn cái đầu tiết này nó sẽ hiệu quả hơn chị. Với cả cái thời gian hồi phục nó cũng sẽ nhanh hơn, nó cũng rút ngắn hơn so với cái đầu tiết 3.0. Em cũng không được nghỉ, em cũng có thời gian nghỉ rất nhiều. Ôi hồi hộp quá không biết ngồi lên hơn để cùng xem nhé. Trước khi nhìn gương rồi bây giờ chị cảm nhận hai bên gương mặt của chị cảm thấy như thế nào? Cảm thấy là bên này nó săn chắc hơn này, nóng. Chị đá lưỡi chị có thấy nó săn hơn không? Có. Bên này đấy, đây chỉ cần khẽ sờ vào là đã bên này cảm đấy. Mọi người có thể nhìn trực tiếp cái hình ảnh của chị Thảo luôn, là một nửa mặt trước thì làm và một nửa mặt mới làm xong rồi. Mọi người nhìn thấy cái rãnh này, cũng như là cái rãnh cái quầng thâm mắt này. Cái chân mày này và cái đường viền hàm của chị cải thiện rất là rõ rệt luôn. Và dạo rất là chắc luôn. Ôi nhìn khác hẳn rồi chị ạ. Không làm mất thời gian chị nữa. Thế à, tò mò quá cho tớ mượn hương. Ôi nhạc, ôi. Đây chị đấy. Có thể nhìn rõ đấy, cái phần rãnh này của mình này. Một bên đấy. Sáng hẳn luôn. Cùng thơm mắt này của mình này. Đấy, bên này chảy xệ này. Cái phần nếp nhăn ở cái phần rãnh mũi má thì cái bên mà chưa làm nó sâu hơn chị ạ. Ừ. Không ngờ lại hiệu quả như thế đấy. Sử dụng bao nhiêu phương pháp rồi mà không ngờ phương pháp này lại hiệu quả. Thực ra thì cái này bọn em có dùng cái phương pháp nhiệt về tăng sinh nhiệt ở dưới cái làn da của mình nữa, nên là cái hiệu quả nó sẽ nhân cao hơn nhiều so với những cả cái lần trước mà chị chỉ dùng cái phương pháp mà cấy hay cậu cấy không thôi ấy. Vâng. Đến bây giờ thì sau khi mà xong một nửa mặt thì nếu mà chị thấy ưng thì bọn em sẽ làm tiếp cho chị và kết hợp trong một quá trình làm mình sẽ làm tiếp đi chị ạ. Phải làm luôn này, phải làm luôn này. Em làm đi. Đấy, em nhìn thấy nhìn mặt chị khác không? Bây giờ là chị em thấy không đau một tí nào hết. Em yên tâm rồi. Đấy em chỉ sợ đau mà cảm giác thoải mái lắm, giống như kiểu được massage. Dạ, làm cho mình bùng một chút. Chất lượng em thấy ổn rồi đấy chị ạ. Đẹp. Em mời chị đi, bây giờ em mời chị nằm xuống nhá. Còn chị đây cũng là chị Thảo đúng không ạ? Dạ. Đây cũng là chị Thảo đúng không ạ? Bây giờ thì chị đã yên tâm để có thể là mình sẽ làm cái trị liệu về trẻ hóa da tiếp tục chưa ạ? Vâng, tại vì em cũng như em chia sẻ với bác sĩ là em cũng đã lăn tăn hai vấn đề đó thôi, mà ở đây thì lại được cho em trực tiếp trò chuyện với người đang làm thế này thì em không còn nghi ngờ gì nữa. Mà em sẽ yên tâm luôn. Và chị yên tâm nhá. Và tất cả quý vị khách hàng của thẩm mỹ quốc tế Bali cũng như vậy. Thì đây, thứ nhất là các cái sản phẩm mà mọi người dùng nó đều là sản phẩm chính hãng. Thứ hai nữa là cái quá trình khi mà làm về công nghệ máy móc của Bali cũng đảm bảo là chính hãng. Và các vị khách hàng của Bali đều là những người mà trải nghiệm trực tiếp và chia sẻ rồi. Mọi thắc mắc mọi người có thể để lại ở dưới livestream này hoặc gọi đến số điện thoại là 0386563463 để được tư vấn trực tiếp nhé, và chúng ta sẽ cùng theo dõi trên fanpage thẩm mỹ quốc tế Bali để cập nhật những kết quả trẻ hóa của tất cả các vị khách hàng nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream sau. Chào mừng các bạn trở lại với livestream của thẩm mỹ quốc tế Bali và chúng ta đang có mặt tại phòng dịch vụ. Bác sĩ ơi, không biết là của chị khách là đúng sắp xong đúng không ạ? Sắp rồi. Xin lỗi bác, xin lỗi chị số điện thoại nhé. Chị một chút nữa là xong rồi. Mình trong lúc chờ để có thể mời các bạn xem hình ảnh của chị khách nhé. Trước khi mà sử dụng dịch vụ thơm mát FLX 6.0, lúc nãy thì các bạn đã được xem khi mà chị làm xong nửa gương mặt rồi. Đấy, gương mặt trước đây của chị các bạn thấy là cần cùng thâm rất là nhiều, nám sạm, cái phần nếp nhăn ở khóe miệng và cái phần trong người rất là rõ. Nhìn thật sự đúng là đúng với lứa tuổi 48 của chị luôn. Chị ngồi dần mặt rất là sệ. Và đây là hình ảnh của chị sau khi đã làm xong. Sao lại xong thế ạ? Vâng ạ, xong rồi chị. Kết thúc rồi, kết thúc tuổi sót rồi. Chị nghĩ là với cái việc chị bỏ ra như vậy là làm nó quá nhanh ý. Chị ơi, lúc đầu em nó giới thiệu chị vừa với chị là xóa nhăn này, nâng cơ này, làm đầy rãnh, hai cái rãnh cười này. Vâng. Và chị thấy thời gian như thế nó quá nhanh như vậy nó có hiệu quả được không? Em ban đầu em đã giải thích cho chị rồi, nhưng bây giờ giải thích lại là cái số sót khi bước vào ấy em đã giới thiệu cho chị rồi đúng không ạ? Và cho chị xem số sót và sau khi làm xong cũng cho chị kiểm tra số sót trên máy. Thì cái này nó chỉ rơi vào tầm từ 4-5 đến 6 phút thôi ạ. Nó mà là một công nghệ mới nhất 4.0 của năm 2020. Thì cái này nó giúp tăng sinh collagen dưới lớp da của mình và liên kết lại các sợi collagen đã đứt gãy. Cái này là tăng sinh về lâu về dài chứ không phải là
làm xong chỉ được một lần chị quan sinh ngay, đó nó còn về lâu về dài nữa nhá chị nhá. Nhưng mà em thấy da của chị thật sự rất là đẹp nếu mà so sánh với cả cách đây chưa đến một tiếng ấy chị ạ. Thật sự chị cũng ưng đúng không chị? Tuy là thấy nhanh nhưng mà cũng ưng đúng không? Nhưng mà cũng căng bóng. Vâng. Nhưng mà về sau 1-2 tuần gì đó nó sẽ làn da của chị nó sẽ được như ý. Đây em mời mọi người xem lại một lần nữa cái hình ảnh của chị Trang nhé. Cái nền nhiệt ở trong các bạn có thể nhìn thấy đấy. Những cái phần mà bị sạm nám trong quầng với những cái nếp nhăn thì nhìn rất là rõ. Thì sau khi đắp mặt nạ xong có đủ dưỡng đủ ẩm, bây giờ mình nhìn cái gương mặt bây giờ của chị Trang rất là căng bóng luôn. Các bạn thấy có kỹ thuật viên sẽ đưa thì nó liền đưa cho bạn cho chị cái tờ hướng dẫn nhé. Sau khi làm chương trình nhá. Chị Trang em không biết chị thế nào, chị em thì em thấy chị trẻ ra chục tuổi rồi đấy, chưa cần phải đợi về nhà một tháng đâu. Trời ơi, chị cứ thấy cái kết quả sau khi làm cho em xong mà chị nhìn đi. Với cả trước đây với cả bây giờ niềm tin vào tay thế nên là đây là một người khách, vị khách hàng rất là khó tính, đã trải qua rất nhiều lần tư vấn cùng với chuyên gia, cùng với bác sĩ ở Bali. Và cũng là có những khách hàng mà bạn của chị nhờ đã đến làm trước thế rồi, mà đến bây giờ chị phải đến làm thì chị có thấy thế nào, hài lòng không chị? Mới làm bây giờ em chẳng biết thế nào, em nhìn chị trẻ ra bao nhiêu rồi ấy, da rẻ rất là căng bóng. 1-2 tuần nữa là sẽ được như chị. Bây giờ em phân tích cho chị nhá. Thứ nhất, trước khi chị vào đây, cái cao này của chị để ấy không ạ? Có đúng không ạ? Cái cao này có. Và bây giờ cái cao này mà của chị nó đã giãn ra bớt rồi. Và những vết chân chim, vết cái vết nhăn ở quanh cái mắt của chị bây giờ nó đã mở dần đúng không ạ? Như hai người khác nhau. Và cái đặc biệt em chỉ cho chị, không biết chị cũng nhận ra khoảng 2 cái rãnh dầu của chị đặc biệt đúng không ạ? Bây giờ lúc ấy nó sâu rồi, thế này bây giờ nó đã căng ra rồi, chị thấy bây giờ nó đã nông lên đúng không ạ? Và cái cuối cùng là cái nọng cầm của chị Trang trước khi đến đây là cái nọng cầm khá là đây em sẽ cho chị Trang và khán giả xem luôn này, cái nọng cầm trước của chị Trang đây, nguyên một cái nọng cầm ngồi chỗ cái góc thẳng nhìn rất là rõ. Thế mà bây giờ các bạn thì nhìn thấy kìa, rất là gọn gàng, phần cơ hai bên rất đơn nhã. Kiểm tra ngay trực tiếp tại giường trị liệu này cho em là chị đá cái lưỡi sang hai bên má, chị sẽ cảm giác cái cơ của hai bên má rất là săn chắc. Chị cứ thử hộ em đi ạ. Đúng không ạ? Mặc giờ vi lai luôn ấy, trông cứ như kiểu là mới giảm thêm mấy cân nữa. Mấy hôm nữa có vẻ nó còn đang sinh, 3-4 hôm nữa nó cái nền nhiệt này nó dịu đi thì chị đắp mặt nạ vào cho em nó sẽ thua, nó thấp ẩm không lắm. Bây giờ được bao nhiêu phần trăm mơ ước rồi hả chị? Chắc không biết phải 70-80% đấy, vừa mới làm xong đã được 70-80% rồi mà về nhà còn đẹp nữa thì em nghĩ là phải không 70-80% chị cáu thật đấy chứ. Mất nhiều tiền mà. Vâng, nhưng mà thật ưng ý đúng không chị, thế này về mà còn đẹp nữa thì đúng là phải được 150% hiệu quả chứ. Em cảm ơn chị, cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn bạn. Chị ơi, chị nằm xuống đi, các bạn vệ sinh lại mặt.